Thầy ơi, quẹo ra ngoài một chút thầy ơi. Thầy ơi, ra ngoài một chút, ra ngoài một chút. Xa cái thuyền ra. Rồi. Đừng làm các việc ác, mỗi năm được bình an. Xin làm các việc lành, hàng năm đều như ý. Chúng con xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Mong mọi người học theo tấm gương tốt của thầy Tu Ân, bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên và động vật, chia sẻ với người già và trẻ em. Giúp đỡ được ai việc gì thì cứ giúp. Đời sống quá ngắn ngủi, mạng người quá vô thường, mong manh như sương như điện. Nay thầy ấy thiện thị hiện, biểu diễn cho chúng ta xem, rèn luyện thân thể, sức khỏe, dẻo dai để hiếu dưỡng cha mẹ. Tri ân thầy cô, báo ân tổ quốc, báo ân chúng sanh.